Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Quý Tỵ, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Sửu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh, trường lưu thủy, ngày Quý Tỵ, tức can khắc chi, nghĩa là thủy khắc với hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, trường lưu thủy, kỷ tuổi, đinh hợi, ất hợi, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, kỷ sửu, đinh dậu, kỷ mùi, thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày Tỵ, lục hợp với thân, tam hợp với sửu và dậu thành kim cục, xung với hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tý. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu tý, nhâm tý, canh dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Phúc Hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Đại Hồng Sa, tốt mọi việc, sao Sát Cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần, Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Trùng Phục, kỵ về giá thú, an táng, sao Huyền Vũ, kỵ về an táng. Và đặc biệt, ngày 14 tháng 6 năm 2021, tức là ngày mùng 5 tháng 5 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tý nhờ có được thiên tài giúp sức, cho nên với bạn đang có được nguồn tài lộc dồi dào trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tý đừng có vì ham mê sự phù phiếm mà mua sắm thiếu đi sự kiểm soát, thiếu cân nhắc khiến cho bạn lại quay về tình trạng thiếu tiền như trước đây. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi Tý đừng có chủ quan hay là quá tin tưởng vào ai đó. Có thể có người đang ngầm hãm hại bạn, lợi dụng lòng tốt của bạn nữa. Vì có thể họ đã quá thân thiết với bạn cho nên bạn không nhận ra đó thôi. Và xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý, ngày này là ngày 14 tháng 6 năm 2021, tức là ngày mùng 5 tháng 5 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, Vì vậy với bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là khai trương, xuất hành, cưới hỏi hay là xây cất về nhà cửa. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, có người mang lại cho bạn có ý kiến tham khảo hay ho. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy nên tìm cách trả lời cho các câu hỏi phát sinh trong đầu bạn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, tránh tin tưởng những người lạ, nhất là lời hứa hẹn của họ. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, thôi đừng quá tính toán chi ly vì người tính không bằng trời tính. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, niềm tin của bạn đã đặt đúng chỗ, bạn cần phải thu thập thêm thông tin. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 35, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Tỵ Dậu Sửu phù trợ, cho nên với bạn tuổi Sửu đang có được một ngày rất tuyệt vời. Với bạn tuổi Sửu rất quan tâm tới việc hâm nóng đời sống tình cảm, bao gồm gần gũi với những người yêu thương hoặc là thả thính nhiều hơn. Và đây là cơ hội để cho các mối quan hệ của bạn, nhất là trong một ngày đầu tuần căng thẳng với nhiều công việc như vậy. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo. Đây không phải là một ngày quá dễ dàng với bạn. Tuy nhiên, chúng lại có tính thiên chốt, ảnh hưởng lớn tới con đường mà bạn đi trong tương lai. Vậy thì bạn cần phải cố gắng giữ cho mình một tư duy và một hành động thật là chủ động và tích cực hơn nữa. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho hỏa vượng. Cái điều này cho thấy về tình hình tài chính của bạn mệnh đang ổn định và bạn có được may mắn khi nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ những người xung quanh mình. Bạn cũng xây dựng được nền tảng mới và cảm thấy tự tin hơn với bản thân mình nữa. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, không nên lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý của mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, có những điều không rõ ràng, không nên nóng vội. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tinh thần có lung lay vì ai đó chê bai bạn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, đào hoa vượng mang đến cho bạn có được tin vui về tình cảm. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, con đường tình duyên có khởi sắc rõ rệt so với trước đây. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 36, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Cái điều này có thể tạo ra những cản trở, khó khăn cho bạn tuổi Dần và bạn chỉ muốn bỏ cuộc ngay lập tức. Thế nhưng với bạn tuổi Dần, bạn hãy nhìn toàn cảnh sự việc để nhận ra vấn đề hiện tại là quá nhỏ mà thôi. Bạn cần phải mạnh mẽ để bước qua rồi mọi thứ sẽ trở nên ổn định với bạn. Và trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có chính quan tương trợ. Cái điều này giúp cho bạn tuổi Dần thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Bạn mệnh tuổi Dần cũng nhớ rằng nếu muốn trở thành một người lãnh đạo xuất sắc trong nhóm thì việc đầu tiên là bạn cần phải học cách hòa đồng với nhóm cái đã. Và không thể nào làm việc một mình mà thành công được đâu bạn tuổi Dần nhé. Vì vậy, bạn cần phải suy nghĩ mang tính tập thể nhiều hơn nữa. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này mang lại tín hiệu tốt để cho bạn có khả năng hồi phục về sức khỏe nhanh chóng. Lúc này, đối với những ai duy trì tập luyện thường xuyên đã có được kết quả như mong ước, như là giảm cân hay là cải thiện về sức khỏe cho mình. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, cẩn trọng với những lời xúi dục của những người không ưa bạn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, tránh bỏ dở, hãy thực hiện một việc đến cùng mới thôi. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, tránh giải thích dài dòng vì không ai muốn nghe đâu. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, hãy chấp nhận bất cứ điều gì xảy đến với bạn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, công việc tiến triển thuận lợi, có được cơ hội thăng tiến. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 25, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi Mão nhớ rằng chẳng có điều gì tốt đẹp mãi mãi, có những thứ rồi sẽ thay đổi, nhưng đó không phải là lý do để cho bạn mất đi sự lạc quan vào đời sống. Và hôm nay là một ngày để cho bạn tuổi Mão hướng đến những giá trị mới mẻ, tích cực và nỗ lực hết mình cho chúng nữa đấy. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy đây chính là cơ hội tuyệt vời để cho bạn tuổi Mão khám phá thế giới này và kiểm nghiệm những điều tốt đẹp từ những trải nghiệm mà bạn có được. Vậy thì bạn đừng có ngần ngại dấn thân, hãy khẳng định bản thân mình nữa. Cơ hội đang chờ bạn ở phía trước đó bạn tuổi Mão nhé. Và xem tử vi ngày thứ hai này cho thấy ngày hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2021, theo âm lịch là ngày mùng 5 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này với bạn tuổi Mão không nên trị bệnh ở Tỵ, do đó bản mệnh cần phải lưu ý không tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Và ngày này cũng là ngày Nguyệt Kỵ, vì vậy với bạn tuổi Mão không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là cưới hỏi, xây cất về nhà cửa hay là xuất hành, ký kết hợp đồng trong ngày nữa bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, cần phải kiên trì với mục tiêu, tránh bộ dựa chừng. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, có những nguy hiểm tiềm ẩn, bạn khó tránh khỏi khi chủ quan. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, một số nhận định của bạn không được chính xác trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, hãy quan sát để nắm bắt những tín hiệu nhỏ nhưng quan trọng. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tình cảm có chuyển biến tích cực, hạnh phúc nằm trong tầm tay. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 56, số 73, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo dễ vướng phải những khúc mắc hoặc là chuyện khó xử lý với bạn bè, đồng nghiệp, người thân trong ngày hôm nay nữa. Và ngày này với bạn tuổi Thìn, nếu có thể bạn nên ít nói, hạn chế dùng những từ ngữ đao búa khiến cho người khác khó chịu nữa. Trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thổ họa tương sinh. Cái điều này cho thấy công việc của bà tuổi Thìn tuy không được như ý nhưng bạn có được chỗ dựa về tinh thần từ người thân. Thậm chí nếu như bạn từng bị bạn bè lừa gạt về tiền bạc thì lúc này cũng được người nhà hoặc là ai đó hỗ trợ cho bạn nữa. Xem tử vi cho thấy và theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này, nhân thần nằm ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Vì vậy, với bà tuổi Thìn không nên làm tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa nên tự tin phát huy điểm mạnh của bản thân một cách khiêm tốn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, sự chủ quan của bạn sẽ khiến cho người khác tức giận. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, không nghĩ bàn về quá khứ mình không biết rõ. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, tỉnh táo hơn trong việc đưa ra nhận định ngày hôm nay. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, hãy thôi nghĩ về điều đã qua, so sánh với hiện tại và quá khứ. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 38, số 49, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu cam. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh và đây là cơ hội tuyệt vời để cho bạn tuổi Tỵ có thể hành động. Tuy nhiên, không phải là thời điểm thích hợp cho những suy nghĩ quá sâu sắc, quá cẩn trọng đối với bạn tuổi Tỵ nhé. Thời cơ chỉ đến trong tích tắc và bạn buộc phải nắm bắt lấy nó, nếu không bạn sẽ phải nối tiếc về sau này. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có hỏa khí vượng. Cái điều này lại không hề tốt cho sức khỏe của bạn mệnh trong ngày hôm nay, nhất là khi thời tiết khắc nghiệt như hiện tại cũng như là dịch giả Covid. Bạn nên hạn chế việc đi lại, nếu như cần thiết phải đi thì cũng nên tránh những thời điểm nắng nóng. Khi ra ngoài phải đảm bảo cho mình an toàn, đeo khẩu trang, ít tiếp xúc với nơi đông người. Ngày này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày nguyệt kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Vì vậy với bạn tuổi Tỵ trong ngày này không nên thực hiện làm những công việc trọng đại như thế là cưới gả này, xây cất về nhà cửa này hay là xuất hành, ký kết hợp đồng lớn trong ngày nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, mọi sự so sánh đều khập khiễng, hãy làm tốt nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, cơ hội đã tới, nhớ là nắm bắt kịp thời, không quên nhắc nhở bản thân mình không được chủ quan. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, có những giới hạn bạn quyết tâm sẽ có thể vượt qua được. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, một bữa ăn ngon cũng đủ làm cho bạn vui vẻ và phấn chấn trở lại. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, hãy tự tin, an ủi bản thân mình và nuôi dưỡng niềm tin về tương lai. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 52, số 66, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có tam hội phù trợ. Cái điều này mang tới cho bạn có được cơ hội có thể tụ tập với bạn bè trong ngày hôm nay, hoặc bạn có thể hàn gắn tình cảm với người thân nào đó. Họ sẽ dễ dàng thông cảm cho bạn và bỏ qua những lỗi lầm khi bạn thể hiện sự chân thành. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn Tử Ngọ lại đang gặp được ngày có thiên ấn hỗ trợ cho công việc của bạn. Cho nên với bạn Tử Ngọ, cảm thấy mình được tự do, tự tại hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, liệu bạn đã thực sự nắm bắt được cơ hội cho mình hay là chưa? Đây là ngày cho bạn có được sự trải nghiệm, cho sự khám phá thú vị nữa. Vì vậy, với bạn Tử Ngọ đừng có bỏ lỡ bất cứ phút giây nào trôi qua nhé. Và ngày này với bạn Tử Ngọ, bạn cũng đừng có để cho nỗi sợ hãi làm chùn bước chân của mình lại vì cuộc sống này. Cho nên với bạn Tử Ngọ, những chuỗi thử nghiệm để cho bạn có thể học hỏi, sống với sự đam mê của mình. Và nếu như bạn muốn có thêm động lực thì bạn nên tiếp xúc thân thiết hơn với những ai có chung chí hướng với mình nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim nên nắm bắt cơ hội phát triển khi nó đến, do dự sẽ khiến cho bạn phải hối hận. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, tài chính có được sự khởi sắc nhờ sự nỗ lực bấy lâu nay của bạn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa nên học cách lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, có thêm kinh nghiệm hay ho từ người khác. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, càng nghỉ ngơi đủ, bạn càng có năng lượng để thực hiện công việc quan trọng. Và đánh giá của bạn Tử Ngọ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 65, số 97, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi nhờ có được tam hội phù trợ, cho nên bạn tuổi Mùi có thể gặp gỡ hoặc nối lại liên lạc với một người bạn đã lâu không nói chuyện với nhau. Bạn hãy hỏi han và thực lòng quan tâm tới họ, nhưng bạn cũng cần phải lưu ý là không tiết lộ quá nhiều chi tiết không phù hợp hay là không liên quan tới hai người bạn tuổi Mùi nhé. Sự thụ động sẽ gây hại cho bạn tuổi Mùi, bởi trong ngày này bạn đang có sự tác động của tỵ kim chiếu mệnh, và đây là ngày bạn cần phải bỏ đi những suy nghĩ thiếu chủ động và hướng tới những giá trị tích cực hơn trong đời sống. Nếu như bạn muốn mình trưởng thành hơn, vững vàng hơn trong mọi bước ngoặt. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi Mùi đang đi đúng hướng trong việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình. Bạn nên dành nhiều thời gian để được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nhiều hơn và nhớ đi ngủ sớm nữa. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, cần có kế hoạch về tài chính rõ ràng, tiết kiệm hợp lý. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ với mọi người xung quanh khá hài hòa. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, gặp chút chuyện phiền phức nhưng bạn có thể vượt qua được. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, bạn học được một điều hay từ người khác. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, bạn có thể nhìn rõ bản chất của vấn đề hơn nữa rồi. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 33, số 68, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thân nhờ có được lục hợp chia chở, cho nên với bạn tuổi Thân được yêu mến hơn mọi ngày. Dường như mọi người nhìn thấy mặt tốt của bạn và đối xử với bạn khá hòa nhã, vui vẻ, đúng như những gì mà bạn đã mong chờ. Và hôm nay bàn bạc việc hợp tác làm ăn cũng rất có lợi cho bạn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo nhiều việc chẳng lành có thể xảy ra một ngày, mà với bạn tuổi thân nên dành nhiều thời gian để tự nhìn nhận lại bản thân, nhìn nhận lại những vấn đề khiến cho mình phải đau đầu. Chỉ thông qua sự tự nhìn nhận này, bạn có thể sẽ biết mình cần phải làm gì và trở nên trưởng thành hơn trong suy nghĩ nữa. Ngày này, bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kim khắc với hỏa. Cái điều này cũng không tốt cho những quyết định quan trọng. Và bạn tuổi thân, bạn mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi và vui chơi cùng với các thành viên trong gia đình trong ngày hôm nay. Không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày nữa nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, không nên điều gì cũng chia sẻ hết tâm tư của mình. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, có ai đó đánh giá sai về bạn, nhưng bạn cũng đừng có buồn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, hãy bình tĩnh thực hiện từng nhiệm vụ nhỏ một. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, không nên cố gắng đón đợi điều gì quá xa vời. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, bạn đã tìm được người có cùng mục tiêu như mình nữa rồi. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 25, số 86, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ, cho nên vận trình tình cảm trong ngày hôm nay của bạn mệnh rất hanh thông, tốt đẹp. Hai người có nhiều cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau, thậm chí không ngại thể hiện ở nơi đông người nữa. Và đây là cơ hội cho các mối quan hệ từng bị rạn nứt trước đây được hàn gắn lại, và nỗ lực của hai người cũng rất quan trọng. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, hứa hẹn cho bạn đang có những điều tốt đẹp đón đợi bạn ở phía trước. Bạn tuổi Dậu, bạn hãy chuẩn bị tinh thần để nắm bắt lấy chúng thay vì thụ động hay là thờ ơ. Chính sự chủ động và năng lượng tích cực sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều ngày hôm nay nhé. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, làm cho bạn đang có điểm báo sẽ không hề tốt cho sức khỏe của bạn mệnh. Có thể phần nhiều là do tác nhân của ngoại cảnh, chủ yếu là do thời tiết thay đổi thất thường. Và bạn tuổi Dậu, bạn nên dành thời gian cuối ngày để được nghỉ ngơi và đi chơi, thư giãn cùng với những người thân trong gia đình để lấy lại sức khỏe cho mình nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, những điều đơn giản trong cuộc sống chính là hạnh phúc mà bạn cần phải nắm giữ. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tình cảm được tốt đẹp, mang lại cho bạn có được nhiều tin vui trong cuộc sống. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hãy chia sẻ niềm vui của mình với mọi người. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, hãy nói những điều dễ nghe, mọi người sẽ yêu mến bạn nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, thể chất được khỏe mạnh là cơ sở để nỗ lực đạt được những điều mình mong muốn. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 45, số 78, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang gặp nhiều trở ngại khi những người xung quanh bạn dường như đang có tâm lý ồn ào, bực dọc, thì bạn hãy đừng để tâm tới họ nhiều mà làm gì. Bạn có đời sống riêng của mình và hãy tập trung vào những cảm xúc tích cực của riêng mình sẽ tốt hơn cho bạn nhé. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn Tử Tuất cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, hỗ trợ cho bản mệnh tìm ra được phương thức phù hợp để thay đổi cuộc sống. Nếu như bạn thấy lời khuyên của ai đó phù hợp thì bản mệnh có thể nghe theo và thực hành xem sao, đừng có quá do dự lại đánh mất đi cơ hội tốt đến với mình. Với bạn Tử Tuất trong ngày này, đừng có ngại thử thách ở một lĩnh vực mới nào đó, có thể mới đầu khó khăn, nhưng khi bạn đã chinh phục được nó, chạm tới những giới hạn mới, bạn sẽ thấy tự hào về bản thân mình. Điều này mang lại năng lượng tuyệt vời cho bạn, mà tiền bạc cũng không thể nào mang lại được nhé. Vậy tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, không nên vội vàng đưa ra quyết định trong các dự án về đầu tư. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, tránh việc xảy ra xung đột. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, lúc này không phù hợp để cho bạn trao niềm tin cho ai đó. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, hãy đọc thêm sách để gia tăng sự hiểu biết và kiến thức cho bản thân mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, đừng có quá nhờ dựa vào ai đó, bạn sẽ sớm bị đuối sức mà thôi. Và đánh giá của bạn Tuổi Tuất trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 34, số 87, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi. Cái điều này ảnh hưởng tiêu cực cho bạn tuổi Hợi trong vận trình ngày hôm nay, làm cho bạn rất dễ nóng giận hơn. Để tránh việc gây tác động xấu tới chuyện tình cảm hiện tại, thì với bạn tuổi Hợi nên dành nhiều thời gian để tĩnh tâm và cố gắng chia sẻ hay là tâm sự với nửa kia của mình nhiều hơn nữa. Và hẳn nhiên, con đường sự nghiệp của bạn tuổi Hợi không phải lúc nào cũng bằng phẳng, không phải luôn dễ dàng. Tuy nhiên ngày hôm nay, dường như chính quan chiếu mệnh đã giúp cho bạn tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Bạn cần phải suy nghĩ mọi việc một cách tích cực hơn và nỗ lực nhiều hơn để khẳng định giá trị của bản thân mình. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp ngày có hỏa khắc với thủy. Cái điều này sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn. Có thể là vì bạn bận rộn cho nên không quan tâm chăm sóc cho bản thân mình đúng cách, da bị xuống sắc, cơ thể thiếu đi sức sống. Và đây là lời nhắc để cho bạn tuổi Hợi dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình nữa. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, chớ nên thực hiện mọi thứ một cách hời hợt, bạn sẽ hối hận. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, đừng cố tranh cãi với ai đó chỉ vì quan điểm không giống nhau. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ được tốt đẹp cũng có thể mang tới tiền bạc cho bạn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, sự sôi nổi của bạn mang năng lượng tích cực tới mọi người. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, thích làm theo ý của mình, bỏ ngoài tai những lời góp ý của người khác. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 88, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.